chơi truyền hình Kim Tự Tháp của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin hân hạnh gặp gỡ quý vị khán giả với người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh Chi Bảo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Kim Tự Tháp của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, trong phim trường hôm nay của chúng ta được trang trí rất là đẹp và rất là ngộ nghĩnh. Đó là báo hiệu cho chúng ta mùa trung thu đã đến, mùa Tết của các em thiếu nhi. Những ngày này các em thiếu nhi được những người lớn, những người thân thương tặng cho những chiếc lồng đèn thật là xinh xắn và những chiếc bánh nướng thật là thơm ngon. Và hy vọng rằng những ngày này các em sẽ được tận hưởng những ngày vui nhất trong mùa Tết trung thu. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn và các em nhỏ hai vị khách mời cũng rất là dễ thương. Người đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là ca sĩ Bảo Thy. Xin chào Bảo Thy. Xin chào anh ạ. Lời đầu tiên Bảo Thy xin gửi đến tất cả quý khán giả đang xem đài truyền hình và anh Chi Bảo cũng như các bạn chơi một lời chào và một lời chúc sức khỏe ạ. Bảo Thy thân mến, hôm nay là một ngày đặc biệt trong 52 chương trình của chúng tôi, đó là ngày Tết Trung Thu. Ngày này giúp cho các bạn có nhớ được một kỷ niệm nào về những ngày Tết Trung Thu xưa của mình không ạ? Thường thì các ngày Tết Trung Thu thì em đi ăn với những người bạn của em, rồi đi lòng vòng, có khi còn đi rước đèn nữa. Nhưng mà lớn rồi còn đi rước đèn được không? Dạ, bây giờ vẫn còn đi rước đèn luôn ạ. Vẫn còn đi rước đèn. Dạ. Điều phải không ạ? Lồng đèn, rồi bánh Trung Thu, rồi các em nhỏ đèn cầy, rồi trăng sao vân vân. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Gắm tròn ánh sáng, một chữ cuối trăng, đốt ở trong lồng đèn, nến, cây đa, ôm cây đa, chú cuội, ngày 15 còn gọi là ngày rằm, treo quá trời nhiều luôn, lồng đèn, chú cuội đi với chị Hằng, cây đa, trẻ em, thiếu nhi. Các bạn đã xuất sắc trả lời được 6 đáp án. Chỉ có một đáp án là chúng ta vi phạm nội quy, là chúng ta gửi từ có trong đáp án là từ đèn, cho nên các bạn không được tính điểm ở đáp án đó. Nhưng mà ở chủ đề cuối cùng các bạn đã ghi được một số điểm rất cao, làm cho tổng số điểm qua 3 chủ đề cũng tôi nghĩ là rất là cao. Kết thúc tất cả là 6 chủ đề, số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Bảo Thy được 12 điểm và đội bạn Vương Khang 15 điểm, tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai. Xin chúc mừng bạn. Mời hai bạn. Hey, phấn trang điểm Kayla thật xanh điệu, da trắng mịn màng tự nhiên, dưỡng da dưỡng ẩm, mờ mụn cùng chống nắng nữa. Thật tuyệt. Phấn trang điểm Kayla cả ba màu xanh điệu. Kayla. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ hai của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Xin được chúc mừng bạn Vương Khang và bạn Mỹ Phương đã bước vào vòng thi đặc biệt này. Ở vòng thi này thì các bạn phải hết sức bình tĩnh, bởi vì chúng ta cũng có một khoảng thời gian cũng tương đối dài hơn là 60 giây, gấp đôi ở vòng thi vừa rồi, phải không ạ? Nhưng mà nhiệm vụ của các bạn có thể cũng khó khăn hơn. Các bạn phải giải đáp tất cả là 6 chủ đề theo thứ tự từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Nếu chủ đề nào khó các bạn có thể cho qua, khi còn thời gian thì chúng ta hãy quay lại để trả lời. Ở vòng này thì bạn Khang không được dùng tay để diễn tả và không được phép dùng bất cứ từ hoặc cụm từ nào để gợi ý. Chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê mà thôi, chứ không được dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Điều đó là điều chúng ta hết sức nên tránh. Có khó chịu lắm không ạ? Giữ ở đây ha, trong 60 giây mà thôi. Riêng với bạn Mỹ Phương, bạn hết sức lưu ý, chúng ta đưa ra rất là nhiều đáp án. Cần đưa ra nhiều đáp án, nếu mà bạn đưa ra đáp án mà thấy bạn Khang không có một cái chuyển biến nào hết, vẫn mặt lạnh như tiền là bạn biết sai rồi, đúng không? Yeah. Thì bạn tiếp tục đưa ra nữa. Ví dụ như vòng 1 hồi nãy các bạn nói là bông xua đũa, bạn nói là dê nó thích ăn. Mà trong khi trước đó bạn Khang nói bạn thích ăn bông xua đũa, làm sao bạn Khang dám trả lời, phải không? Thế bạn Khang im, bạn Khang không trả lời là bạn lập tức đưa ra một cái trường hợp đáp án khác liền. Yeah. Mà chúng ta chỉ có 60 giây thôi. Yeah. Nói như vậy thôi chứ mà thật ra cái thời gian nó diễn ra nhanh lắm, chúng ta không có lường hết được đâu, cho nên trong đầu mà vừa nghĩ ra được cái gì là đưa ra liền. Dạ. Yeah. Đừng có giữ nó lại, được chưa? Dạ rồi. Rồi có gì cần hỏi thêm không? Dạ không. Dạ không ạ. Rồi chúc hai người may mắn nha. Dạ. Cảm ơn.
Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Sáng, chú Cùi, chị Hằng, Cây Đa. Rước đèn, ca, múa, văn nghệ, rằm tháng 8. Ca, múa, biểu diễn, văn nghệ, phá cổ. Bỏ qua. Vòng, vàng, nhẫn, trang sức. Lầu cao, nhà cao tầng. Lầu cao nhiều người. Văn phòng, cao văn phòng. Cao văn phòng. Ở siêu thị. Chung cư. Nón lá, miền Trung. Huế. Hồng. Củ Long. Rất tiếc không? Bạn đã mất thời gian ở chủ đề thứ hai, cho nên không còn thời gian để gợi ý ở chủ đề cuối cùng. Nhưng mà tôi nghĩ nếu chỉ cần dư thời gian một chút xíu nữa thôi, bạn sẽ gợi ý ra. Bạn nói Hồng, Cửu Long là bạn cũng dễ dàng liên tưởng đến các con sông Việt Nam rồi, phải không? Dạ, đúng rồi. Các bạn hãy nhìn lại các bạn có bao nhiêu điểm tất cả. 1.700 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.700.000 đồng. Xin chúc mừng hai bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với lần thi thứ hai của phần thi khám phá kim tự tháp. Ở phần thi này tương tự như phần thi vừa rồi, chúng ta cũng có 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Liên hoan. Tóc gió thôi bay. Chung một niềm vui. Cây đàn muôn điệu. Huyền bí. Em sợ. 3 chấm. Tất cả những quy định của vòng thi này vẫn không có gì thay đổi so với vòng thi trước kia. Và bây giờ chúng ta đã thấy được có hai đội chơi với những thành viên đã được hoán đổi cho nhau. Bạn Mỹ Phương lúc này là một người đồng đội mới của bạn Bảo Thi, và bạn Minh Đạo là một người bạn mới của bạn Vương Khang. Và xin chúc cho các bạn có một số điểm cao ở phần thi này. Bây giờ xin mời bạn Bảo Thi, bạn được lựa chọn chủ đề đầu tiên. Trong tất cả những chủ đề này thì em ấn tượng nhất với chủ đề em sợ. Tại sao nên vậy em bạn? Quyết định sẽ chọn chủ đề này. Tại sao lại ấn tượng với chủ đề em sợ ạ? Bởi vì thật sự thì em thấy trong Tết Trung Thu đâu có cái gì để sợ đâu. Nhưng mà có chủ đề này thì mình cứ thử khám phá xem thế nào. Bây giờ coi trong sợ em sợ có sợ gì nha. Chúng ta xem gợi ý của chủ đề này như sau. Các loại côn trùng. Đó. Thế nào cũng có rắn rít rồi cũng có gián rồi vân vân. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Đốt mũi. Bò đông. Kiến đông. Con gì hôi hôi? Dán. Con gì mà nhỏ xíu mà gọi mọt? Mọt mối. Con gì mà ăn lá? Sâu. Con gì mà hai từ lấy giống cào cào? Châu chấu. Con gì mà có giống một con hí 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 nhưng mà là loài bò sát? Bò ngựa. Thấy không, đâu có gì đâu phải sợ, phải không? Bạn đã ghi được 7 điểm, đó là số điểm tối đa. Xin chúc mừng đội của bạn Bảo Thi, đây là một điều rất xuất sắc. Bây giờ đã cái sợ đó đáng lẽ là phải chuyển cho bạn Vương Khang nè. Bạn sợ chưa? Thấy 7 điểm của người ta rồi đó, sợ chưa? Dạ sợ. Bây giờ bạn chọn chủ đề nào à? Dạ, liên hoan nữa. Vậy là chưa có sợ. Chưa sợ, chọn liên hoan là chưa có sợ. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ có trên mâm cỗ đêm rằm. Bánh nướng, bánh dẻo. Dạ. Bánh trái, trái cây, rồi nhang, đèn, giấy tờ vàng bạc, đồ vân vân. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Không phải nướng. Dẻo. Hai từ. Bánh dẻo. Ngược lại dẻo. Bánh nướng. Thơm gọt ra tròn như nè. Gọt ra nhiều muối. Bỏ qua. Bỏ qua. Gì vừa đủ xài. Cầu. Mảng cầu.
trái gì giống màu đỏ? Dạ không. Không phải. Tên á, màu vừa gần giống màu đỏ. Bỏ qua. Không à. Ngọt. Ăn ngọt. Nghe một cái beng hết hồn không? Kẹo hồng bưởi. À, là chúng ta vẫn chưa trả lời được hết hơn nửa chủ đề, nửa đáp án đúng không? Hết là hết 4 câu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề tiếp theo. Chủ đề này dành cho đội bạn Bảo Thi. Và ở chủ đề này bạn Mỹ Phương sẽ là người gợi ý. Mời các bạn chọn chủ đề. Dạ, bọn em chọn chủ đề là Tóc Gió Thôi Bay ạ. Tóc Gió Thôi Bay. Dạ. Đây là tên một bài hát. Dạ, dạ. Chúng ta nhớ lại chủ đề vừa rồi được 7 điểm, nhớ chưa? Dạ nhớ. Bây giờ chủ đề này ráng được 6 điểm đi. À. 7 luôn chứ ạ. 7 luôn. Vậy là ngon lắm. Cố lên chị. Cố lên. Gợi ý của chủ đề này như sau. Hình ảnh mái tóc thường xuất hiện trong các bài hát như thế nào? Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Sợi vắng sợi dài. Tóc thề. Sợi vắng sợi dài, tóc, chấm chấm chấm, sợi vắng sợi dài, tóc, qua qua qua, cột lên, tóc em, tóc ngựa, tóc đuôi gà, tóc trắng, tóc bạc, chữ sau, bạc phơ, không phải ngắn, dài, không phải dài, ngắn, qua, mềm mượt, xung, hai chữ, xung. Chúng ta còn lại 3 chủ đề. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Vương Khang. Ở chủ đề này là bạn Minh Đạo tặng cho ai? Ông bà, ông cha bà, mẹ, rồi. Em, bạn em, bè. Bạn bè. Thầy, thầy cô. Thầy cô. Ừ. Hình như còn thiếu thiếu gì vậy? Người yêu. Đó. Nó phải đủ vậy mới được. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng rồi. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Người sinh ra cha mẹ. Ông bà. Người sinh ra chúng ta. Cha mẹ. Con nít. Trẻ em. Người dạy chúng ta. Thầy cô. Người làm ăn của chúng ta. Đối tác. Bạn bè. Ừ. Người chúng ta mắc ơn. Chúng ta nợ ơn của họ. Bỏ qua, bỏ qua. Rồi. Người chúng ta mình mắc ơn họ. Họ là ân nhân. Mình phải mang ơn họ, đó là ân nhân. Phải không ạ? Chúng ta đã trải qua 4 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau. Đội của bạn Bảo Thi được 11 điểm và đội bạn Vương Khang 9 điểm. Chúc mừng cả hai đội. Như vậy còn lại hai chủ đề cây đàn muôn điệu và chủ đề quyền bí. Mời đội bạn Vương Khang. Ở chủ đề này các bạn có thể hỏi ý xem ai là người gợi ý và ai là người trả lời. Dạ. Em gợi ý. Mời bạn chọn chủ đề. Chọn gì? Huyền bí. Huyền bí đi. Huyền bí à. Huyền bí. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những điều liên quan đến mặt trăng. Hằng Nga và chú Cụi. Chắc chắn phải có. Cây đa tổng học gì đó. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái này nè. Mặt trăng. Không, cái này là má. Soi. Gương, gương. Hai từ. Gương, gương soi. Mà. Hai từ. Bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua. Nhỏ. Chuẩn bị. Lớn. Ba từ. Chuẩn. Bỏ qua. Ngày. Năm. Ở giữa. Tháng. Con gái. Con trai. Con gái. Bạn rất là nhanh nhạy. Người này nói con gái, cái người kia nói con trai liền nha. Chủ đề cuối cùng là cây đàn muôn điệu. Chủ đề này dành cho đội bạn Bảo Thi. Và một lần nữa, đây là chủ đề có điểm thưởng. Nếu các bạn lặp lại kỳ tích của mình như ở chủ đề đầu tiên, tức là trong 30 giây diễn đạt đúng hết 7 đáp án, thì nhận thêm số quà thưởng trị giá 300.000 đồng. Các bạn sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Gợi ý của chủ đề này như sau. Các loại nhạc cụ. Ở chủ đề này thì ai sẽ là người gợi ý ạ? Em sẽ là người gợi ý ạ? Đúng rồi, bạn, tôi nghĩ rằng bạn sẽ có năng khiếu về... Piano. Các loại nhạc cụ, bạn hãy diễn đạt nó ra. Các bạn có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. Piano. Guitar. Giống piano luôn. Organ. Ê. Đàn bầu. Như thế này cơ.
violon. Đùng đùng. Trống. Đàn. Bầu. Đàn. Đàn ở rừng á mà. Đàn đá. Đàn ở rừng mà người ta hay có một bài hát là tiếng đàn. Cho nên tiếng đàn. Tô rừng. Trời ơi. Tôi nghĩ rằng các bạn trả lời đã bỏ qua một cơ hội, nhưng cuối cùng tới giờ phút cuối cùng, tức là phút thứ là 29 giây 9999, các bạn đã kịp trả lời, đó là đàn tơ rưng. Yeah. 7 điểm dành cho đội yeah. Như vậy thì ngoài 7 điểm bạn nhận được, các bạn còn nhận thêm một phần quà tặng trị giá là 300.000 đồng trên màn hình đang nhấp nháy, nó thuộc về của bạn. Chúng ta đã kết thúc tất cả là 6 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Vương Khang 10 điểm và đội của bạn Bảo Thi 18 điểm, tiếp tục bước vào vòng thi cuối cùng. Như vậy là cuối cùng chúng ta cũng sẽ gặp lại ở vòng thi đặc biệt của chúng mình bạn. Bạn thứ hai, không? Mời hai bạn. Hãy bắt đầu ngày mới với Kyla nhé. Sữa rửa mặt trắng da Kyla với vitamin B3 tinh chất hoa cam thảo làm da trắng dần lên. Sữa tắm trắng da Kyla có thêm chiết xuất sữa tươi giúp da mình ngày càng trắng sáng, mịn màng, đầy sức sống. Kyla. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi cuối cùng của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Xin chúc mừng bạn Bảo Thi cuối cùng cũng đã được bước vào vòng đặc biệt. Đối với bạn Mỹ Phương, hôm nay là một ngày rất may mắn đối với bạn. Điều này cũng có nghĩa là số điểm cao nhất mà bạn có thể đạt được là 10.000 điểm nếu trả lời đúng hết 6 chủ đề trong vòng 60 giây. Tức là tương đương với số tiền thưởng trị giá là 10 triệu đồng. Coi như số 5 triệu là mình quên nó đi, phải không? Bây giờ là 10 triệu đồng. Bạn Bảo Thi, bạn biết là không được dùng ta để diễn tả rồi, phải không? Dạ. Giống y như là trường hợp của bạn Vương Khang vừa rồi vậy thôi. Để tay ở đây, không được dùng tay để diễn tả. Và không được dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê mà thôi. Nhớ nha, không được dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Thì nếu mình gợi ý là coi như mình vi phạm, là mình bị mất điểm. Mà mất điểm thì ở vòng thi này sẽ mất giá trị 10.000 điểm. Rất là uổng, rất là tiếc, phải không ạ? Có kinh nghiệm rồi không? Không cần phải nhắc gì nữa, đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ còn điều gì hỏi thêm không? Dạ không ạ. Ráng cố gắng lấy 10.000 điểm về mua lồng đèn, mua bánh trung thu ăn chơi. Chúc hai bạn thành công nha. Dạ. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Lũ lụt, lở đất, thiên tai. May, nhảy, múa. May nè, nhảy nè, múa nè. Đi học. Đi học, lái xe, sửa xe, may mặc. Đi học. Các ngành việc làm. Đi qua, học qua. Ok, bỏ qua. Mike Tyson. Đấm bóc. Võ sĩ Quyền Anh. Giống như vậy. Mike Tyson, đấm bóc. Võ đài. Mai ta xin đấm bóc võ đài. Hồi nãy chị nói gần đúng rồi. Hãy cho qua, không được nghĩ. Ok. Chèo, tuồng. Vũ Linh, Tài Linh. Cải lương. Sao trăng. Thiên hà. Sao trăng. Sao trăng, thiên hà, ngân hà, vân vân, phải không? Dạ. Đó là hệ mặt trời. Trường dạy nghề, tôi thấy bạn Bảo Thi, bạn đã liệt kê cũng khá tốt, rất là tốt, đưa ra rất là nhiều thông tin. Còn Quyền Anh mà chị không biết. Trường dạy nghề là trong đó tự nhiên bạn đừng có đưa vô là dạy múa, dạy hát, đúng không? Dạy lái xe là đúng rồi, dạy lái xe là dễ nhớ nhất, dễ gợi nhớ nhất. Nhưng mà thiếu một chi tiết nữa, thêm vô là thầy cô, thầy giáo, cô giáo nữa, lái xe, vân vân. Bạn đã ghi được số điểm là 700 điểm, mặc dù chúng ta bỏ qua một cơ hội rất là lớn, 10.000 điểm, nhưng mà thôi 700 điểm cũng được. 700 điểm tương ứng một giá tiền thưởng là 700.000 đồng, xin chúc mừng hai bạn. Và sau đây xin được mời hai bạn Vương Khang và bạn Minh Đạo cùng bước lên sân khấu với chúng tôi. Rồi, mời hai bạn đứng qua bên đây. Bạn Minh Đạo đâu rồi? Bạn ngồi ở bên dưới, bạn nhìn lên đây, bạn thấy sao ạ? Dạ, em cũng cổ vũ cho hai bạn cùng chơi để đoán được hết, để 10.000 điểm.
cổ vũ để cho họ đoán, hay là bạn có đoán được cái nào đây không? Dạ, đoán được một số. Đố ví dụ như cái nào nè? Đoán được môn Quyền Anh. Môn Quyền Anh, đúng rồi. Môn Quyền Anh bạn Bảo Thi cũng đã gợi ý rất là hay. Nào là Mike Tyson nè, rồi bỏ đai nè, đánh bốc nè, đó, bạo lực, nó thấy chưa? Ta gợi ý ra hay mà không đoán ra được, đó là môn Quyền Anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại mỗi thành viên được bao nhiêu điểm tất cả. Trước tiên đó là bạn Minh Đạo với số điểm là 1.100 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.100.000 đồng. Chúc mừng bạn. Và bạn Vương Khang với số điểm là 2.100 điểm, 2.100.000 đồng. Chúc mừng bạn. Bạn Bảo Thi với số điểm là 2.000 điểm, 2.000.000 đồng dành tặng cho bạn. Cuối cùng là bạn Mỹ Phương do hai lần bước vào vòng đặc biệt, số điểm cao nhất 3.000 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 3.000.000 đồng. Xin chúc mừng bạn. Ngoài ra các bạn còn nhận thêm những phần quà tặng của nhà tài trợ, đó là nhãn hàng Kaila. Xin gửi tặng các bạn. Đây là phần quà tặng bạn Mỹ Phương. Đây là sữa tắm trắng. Không biết Bảo Thi có cần nữa hay không, nhưng mà cứ dùng đi nha, rất là tốt. Tặng cho bạn luôn. Nhớ nha, sử dụng rất là tốt, làm trắng da. Bạn luôn, tặng cho bạn luôn đây. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi, và luôn chúc cho các bạn thành công hơn nữa trong công việc của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kim Tự Tháp đến đây là kết thúc. Chương trình được thu hình tại nhà hát trung tâm tại truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng Kaila. Và trước khi chia tay đến quý vị và các bạn, hai khách mời rất dễ thương trong chương trình chúng ta đó là